Xin chào mừng tất cả các em đến với kênh Thầy Chính Vật Lý. Nếu đây là lần đầu tiên các em biết đến kênh này, thì thầy xin giới thiệu một vài chi tiết để chúng ta theo dõi cái video được tốt hơn. Thì trong phần hôm nay đó, thì thầy sẽ giải cái bài các bài tập về cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Trong cái cuốn sách này thì nó có 4 phần: cơ học, nhiệt học, điện học và quang học. Và thầy sẽ giải lần lượt từ bài 1 ở phần cơ học, giải cho đến hết cuốn sách. Và mỗi một ngày thì thầy sẽ up lên một cái bài giảng chúng ta tiện theo dõi. Và thầy nghĩ rằng là nếu để chúng ta mà học tập được tốt á, thì thầy nghĩ là chúng ta nên mỗi một bạn là nên có một cái cuốn sách cho mình. Thì cũng rất là dễ dàng thôi, mình ra ngay cái tiệm sách ở gần nhà mình, ở gần nơi mình ở nhé, để mình có thể sở hữu cho mình một cuốn. Còn nếu các bạn mà lười á, thì thầy có cái phương án cho các bạn. Thì hiện nay là các cái trang thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee họ bán rất là phổ biến. Thì thầy cũng đã tìm và cái đường link thầy để sẵn ở dưới cái phần mô tả đó. Thì chúng ta nếu mà mua qua các sàn thương mại điện tử thì chúng ta chỉ cần kích vào các cái đường link đó, thì đến những cái sàn thương mại đó thì chúng ta mua nó rất là tiện, và họ có thể ship tận nhà cho chúng ta. Và hy vọng rằng là các em là khi có cuốn sách rồi thì mình sẽ học tập được dễ dàng và tốt hơn. Và bây giờ thì mời các bạn là theo dõi tiếp ở cái bài học ở phần phía sau. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến bài 164 trong phần cơ học của cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Đề bài 164 như sau. Một hòn bi có khối lượng 20g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4 m/s từ độ cao 1,6m so với mặt đất. Câu A, tính trong hệ quy chiếu mặt đất các giá trị động năng, thế năng và cơ năng của hòn bi tại lúc ném vật. Câu B, tìm độ cao cực đại mà bi đạt được. Rồi, đây là một cái bài liên quan tới năng lượng, thế năng, động năng của vật. Thì thật ra cái bài này á, là trong các cái bài đề kiểm tra thì ít thấy, hầu như họ không ra cái kiểu này. Tuy nhiên thì trong cái bài này họ có những cho những cái giá trị đó thì thầy cũng giải ra cho bạn nào có nhu cầu, bạn nào cần mà tham khảo thì chúng ta có cái cách để chúng ta hiểu, để chúng ta tham khảo. Còn thực ra cái chuyện mà tính động năng với thế năng của một vật thì hầu như là trong cái chương trình ít đề cập đến. Người ta chỉ nói về định tính thôi, như thế nào là động năng của vật, như thế nào là thế năng của vật thôi, hoặc là cơ năng. Đó. Còn áp dụng mà tính toán á, thì ít ra. Đó. Vậy thì đầu tiên mình hiểu là gì? Trên một cái mặt đất thì từ một cái độ cao h nào đó, giả sử đây là mặt đất, thì từ một độ cao h nào đó người ta ném một vật lên cao. Đây là cái độ cao hát nào đó. À. Rồi. Thế thì mình trước tiên là làm cái bài gì cũng vậy. Mình vẽ minh họa ra thì mình sẽ rất là dễ hiểu. Đây là mặt đất này. Vậy ở cái độ cao hát này so với mặt đất, thì người ta ném một cái vật lên cao. Rồi, cái độ cao hát này nè. Đây là cái độ cao hát. Đó. Vậy từ chỗ này người ta mới là có một cái vật nào đó, người ta ném cái vật này lên cái độ cao, ném lên đó. Thì ném lên với một cái lực ném của họ. Thì ở đây mình thấy nè, trước tiên là sau khi vẽ cái hình minh họa ra, rồi chúng ta tóm tắt những cái đại lượng mà họ cho. Một hòn bi có khối lượng 20g, khối lượng là m bằng 20g. Thì khối lượng của một vật, đơn vị chuẩn nó phải là kg, là bằng mình chia cho 1.000, đúng không? Rồi lấy 20 nhân cho 10 mũ trừ 3 là chính là 2 nhân 10 mũ trừ 2. Đơn vị của nó sẽ là kg. Đó. Được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4 m/s, V bằng 4 m/s. Chúng ta lưu ý trong tất cả mọi bài thì vận tốc của vật đổi về đơn vị m/s là nó chuẩn. Ví dụ bài này họ cho đơn vị km/h thì chúng ta phải đổi về m/s trước khi chúng ta làm bài tập. Đó. Còn cái bài này họ đã cho đơn vị là 4 m/s rồi thì chúng ta không cần đổi nữa. Từ độ cao h 1,6m, đây thầy minh họa đây, thì cái độ cao này là 1,6m so với mặt đất. Câu A, tính trong hệ quy chiếu mặt đất các giá trị động năng, thế năng và cơ năng của hòn bi tại lúc ném vật. Vậy có nghĩa là xét mặt đất là móc đó. Trong hệ quy chiếu mặt đất có nghĩa là tính lấy mặt đất làm cái móc để người ta tính.
động năng, thế năng và cơ năng của hòn bi lúc này là nó như thế nào. Thì bây giờ câu A mình nói là xét, xét bài mặt đất đúng không? Rồi. Hoặc là lấy xét tại mốc là mặt đất. Được chưa? Đó. Thì bây giờ nè, muốn tính thế năng thì ở đây chúng ta thấy có hai cái dạng thế năng, một là thế năng hấp dẫn hoặc người ta gọi là thế năng trọng trường. Sau này sách mới là họ thay rằng là thế năng trọng trường. Hai là thế năng đàn hồi. Vậy ở đây là cái thế năng trọng trường hay người ta gọi là thế năng hấp dẫn là khi một vật có độ cao so với cái vật làm móc, thông thường cái móc là làm mặt đất, và trong bài này người ta lấy cái móc là mặt đất luôn, thì vật có độ cao so với mặt đất thì vật đó sẽ có thế năng trọng trường. Vậy họ hỏi thế năng nó bằng bao nhiêu, vậy thì mình phải tính nó ra. Vậy xét tại móc là mặt đất thì bây giờ vì cái vật này nó có độ cao khác so với mặt đất này nên nó có thế năng trọng trường, được không? Vậy thì mình trả lời luôn, thế năng của vật ở độ cao khác. Và thì cái thế năng người ta viết là V kép và thêm chữ T là viết tắt của từ thế năng. Rồi công thức của nó các bạn là bằng B nhân H. Tại sao bằng B nhân H? Là cũng giống như em thả cái vật từ độ cao H này xuống thì nó sẽ sinh ra công. Công đó là bằng lực tác dụng là trọng lượng của vật này. Lực nó rơi xuống là bằng trọng lượng của vật. Còn nhân quãng đường nó dịch chuyển chính là độ cao H. Nên mình có công thức là B nhân H. Rồi, bằng B là bằng 10 lần khối lượng M nhân cho độ cao H. Mình thế vô thôi, 10. M là 2 nhân 10 mũ trừ 2. Nhân cho H là 1,6. Rồi, chúng ta thấy là 10 nhân 10 mũ trừ 2 là còn 10 mũ trừ 1. 1,6 nhân 2 là 3,2 nhân 10 mũ trừ 1 là ra 0,32 và đơn vị là joule. Vậy thế năng của nó ở độ cao H là 0,32 joule. Đó. Rồi, bây giờ họ hỏi tiếp là giá trị động năng nữa. Bây giờ động năng thì mình tính nè, động năng của vật ở độ cao H là, vậy động năng là gì? Ở đây mình thấy động năng á, là khi một vật nó dịch chuyển, nó chuyển động thì vật đó có động năng. Vậy xét tại cái độ cao H này, ban đầu là họ chưa ném, sau đó họ mới bắt đầu họ ném đi. Vậy khi ban đầu là chưa ném thì nó chưa chuyển động thì động năng nó bằng không, đúng không? Do đó mình ký hiệu là động năng là VKD là bằng không vì vật chưa chuyển động. À, được chưa? Vậy thì họ hỏi tiếp nữa, thế năng, động năng và cơ năng. Cơ năng của một vật nó bao gồm ở hai dạng là thế năng và động năng. Có nghĩa là mình cộng thế năng và cộng động năng lại. Thế năng là có 0,32, động năng bằng 0. Vậy cơ năng của nó ở trong trường hợp này nó chỉ hoàn toàn ở một dạng thôi, đó là thế năng thôi. Tuy nhiên mình cũng phải ghi ra, phải không? Cơ năng của vật này. Cơ năng của vật khi vật ở độ cao H. Là thì cơ năng thì người ta viết là cái chữ V kép thôi, gọi là W đó, phải không? Thì mình lấy thế năng cộng với động năng là bằng 0,32, là thế năng cộng với 0 là bằng 0,32 joule. Có nghĩa là cơ năng của nó hoàn toàn ở dạng thế năng. Rồi, vậy là chúng ta đã giải xong câu A. Còn câu B, tìm độ cao cực đại mà bi đạt được. Thế thì khi em ném lên thì đến một lúc nào đó nó sẽ lên tới một cái độ cao nào đó thì nó sẽ dừng lại, nó không lên được nữa. Nhưng ban đầu là dưới tác dụng cái lực của em thì sẽ làm cho viên bi nó dịch chuyển lên trên. Thì từ lúc này là nó có động năng và nó có thế năng, đúng không? Vậy thì giả sử đến một cái vị trí nào đó, ví dụ ném lên tới đây thì cái viên bi nó dừng. À, vậy thì cái độ cao cực đại là từ viên bi cho đến mặt đất lớn nhất có thể, được chưa? Rồi. Thế thì cái vị trí nó là đây. À, vậy nó khi lên tới độ cao lớn nhất
thì viên bi nó sẽ dừng lại, thì mình xét ngay cái móc đó. Rồi, đây. Đây là một cái, thôi đặt là H lớn đi, được chưa? Rồi, gọi là H lớn. Thì câu B trước tiên là mình gọi H lớn này nè là độ cao cực đại mà viên bi đạt được, có nghĩa là đạt được cái giá trị đó. Đó, mình ký hiệu như vậy để mình tính tiếp. Đúng không? Rồi. Thì mình thấy nè. Ban đầu khi dịch chuyển á, bắt đầu dịch chuyển là nó có động năng, nhưng mà khi mà nó tới cái độ cao đó rồi nó dừng. Ngay cái vị trí đó nó dừng thì nó đâu còn chuyển động nữa. Thì lúc đó là toàn bộ của nó, cái động năng năng đó nó chuyển thành thế năng. Và lúc này cái thế năng của nó lớn hơn cái thế năng ở câu A. Bởi vì ban đầu là thế năng của nó ở độ cao H này là mình đã tính được 0,32 joule rồi. Sau đó là nó ở cái dạng động năng, nhưng mà lên tới cái vị trí này nè thì nó chuyển hết thành thế năng. Vậy thực ra ở cái độ cao H này là cơ năng của nó cũng ở hoàn toàn bằng thế năng. Thế năng lúc này là gồm thế năng ở câu A cộng với cái động năng ở câu B, thì nó ra một cái thế năng mới. Và ở cái thế năng đó thì nó sẽ có một cái độ cao H nhất định, và cái độ cao đó là lớn nhất có thể, nó sẽ không lên cao được nữa. Vậy thì đó là mình gọi H để mình tính. Vậy thì bây giờ em muốn biết được cái cơ năng của nó ở cái độ cao H lớn nhất này thì em phải tính được cái động năng này để em cộng với cái thế năng ở câu A, đúng không? Vậy thì bây giờ thầy, mục đích của thầy là đi tính cái động năng của viên bi. Đó. Rồi, tính làm sao? Đó nè. Thì bây giờ mình tính bước tiếp, thứ nhất là tính động năng của viên bi khi ném, lên từ độ cao H, này là bắt đầu người ta ném đến độ cao H lớn, tới khi nó ở cái vị trí cái móc đó, được chưa? Thì cái động năng này á là VKD, nhưng mà thầy ghi là VKD phẩy, còn VKD ở trường hợp câu A nó bằng không rồi, phải không? Thì công thức tính của nó này mấy bạn, nó là đây là 1 phần 2 M nhân V bình phương. Đây là công thức nha. Bạn nào chưa biết thì mình coi như học cái công thức này lại. Còn hỏi thầy công thức này ở đâu thì nó cũng rườm rà giải thích, nó mệt lắm. Thì mình cứ làm như vậy thôi. Rồi, nó đơn giản cho mình. Cứ nhớ đó là công thức cho thầy là được. Công thức tính động năng, còn công thức tính thế năng là bằng B nhân H. Ở trên mình vừa tính rồi. Vậy bằng thế vô 1 phần 2 M này. M của thầy là lúc nãy bao nhiêu? 0, à 2 nhân 10 mũ trừ 2. 2 nhân 10 mũ trừ 2. V là 4 mét trên giây thì phải bình phương lên. Vậy 2 với 2 mình bỏ đi. 4 nhân 4 bình phương là 16. 16 nhân 10 mũ trừ 2 là 0,16 joule. Rồi, đó là động năng của vật ở cái độ cao H. Thì từ đó mình tính. Bây giờ thầy tiết kiệm, thầy viết qua bên đây nha. Thầy viết bên đây luôn nè, có cái hình đây là cho nó dễ. Bây giờ thầy tính cơ năng của vật. Đây nè, cơ năng. Cơ năng của vật ở độ cao H lớn. Tại vì lúc này nó chuyển động lên tới trên cao rồi, lên tới cái độ cao H lớn rồi. Thì lúc này là thầy đặt ký hiệu là V kép phẩy. Thì bằng động năng lúc này nè cộng với cái thế năng lúc nãy, đúng không? Tại vì lúc nãy cơ bản nó đã ở độ cao đó rồi, bây giờ nó chỉ lên thêm cái độ cao mới thôi. Vậy cái động năng lúc này là 0,16 cộng lúc nãy là 0,32, được chưa? Là bằng 0,48, 0,48 joule. Đó. Vậy cơ năng của vật ở độ cao này, bây giờ mình thấy nè, ở cái độ cao này thì động năng nó bằng không, thì nó chỉ còn ở dạng thế năng thôi, đúng không? Rồi thì bây giờ mình mới nói nè, ở độ cao H lớn lúc này nè, lúc này toàn bộ động năng
đã chuyển hóa. Thành thế năng rồi, được chưa? Thế năng hấp dẫn đó, hoặc người ta gọi là thế năng đàn hồi đó. Thế năng nó chuyển hóa hết thành thế năng rồi, chứ không còn động năng nữa. Tại vì ngay cái vị trí hát lớn đó là nó đứng yên rồi, nó đứng yên rồi và chuẩn bị nó rơi xuống lại, nên là ngay cái vị trí đó là động năng nó bằng không rồi. Thì ta có nè toàn bộ cái thế năng của nó, cái cơ năng của nó là W phẩy V phẩy V kép phẩy đó, thấy không? W phẩy là bởi vì nó ở dạng thế năng thì chúng ta có công thức là bằng MB nhân H, đúng không? Vẫn là B là vẫn trọng lượng của vật này, nhưng mà H là H lớn, được không? Rồi, vậy từ đó thì mới tính được cái chiều cao H lớn mình cần tính nè, là W phẩy trên cho B, mà W phẩy là 0,48, còn V B là gì? 10m, 10 nhân m. Thầy làm thêm một bước nữa xuống dưới đây. H lớn là bằng 0,48 trên cho 10 m là 2 nhân 10 mũ trừ 2, chúng ta đúng rồi, 2 nhân 10 mũ trừ 2. 2 nhân 10 mũ trừ 2. Được chưa? Rồi. Thế thì 0,48, 10 mũ trừ 2 với 10 là còn 10 mũ trừ 1, 10 mũ trừ 1 nhân 2 là 0,2. 0,2, 0,48 chia 0,2 coi như là thành 4,8 trên 2 là 2,4. Và đơn vị là mét. Được chưa? Rồi. Vậy chúng ta đã tính được cái độ cao cực đại của vật là 2,4 mét. Kết luận này thôi, vậy độ cao cực đại mà vật đạt được chính là 2,4 mét. Rồi, vậy là mình đã giải xong cái phần này của cái bài bao nhiêu đây? 164. Nếu các em còn cái phần nào mà chưa rõ, thắc mắc thì mình có thể mình bình luận xuống phía dưới để mình hỏi. Và nếu những cái câu hỏi của mình mà ngắn gọn, thầy trả lời ngay, thì thầy trả lời luôn trên cái video này cho các bạn luôn. Đó. Tuy nhiên thì cái phần này thì chúng ta cũng để tham khảo thôi. Chứ trong các cái đề thi thì thầy ở các tỉnh thành luôn, thầy thấy ít khi ra hỏi ra cái dạng này lắm. Tuy nhiên mình học mình để nâng cao kiến thức thì điều đó cũng rất là tốt ha. Còn nó nghiêng về cái tính toán, nó nghiêng về học bên cấp 3 là nhiều, còn cấp 2 ít khi họ ra cái đề như vậy đó. Nên là có một số cái công thức là họ lấy từ cấp 3 qua, chứ cấp 2 mình học định tính không à, nó không có. Ví dụ như công thức tính động năng bằng 1/2 MV bình phương, cái đó không có học trong chương trình cấp 2, kiến thức căn bản nó không có. Kể cả thế năng là bằng B nhân H cũng vậy, cũng không có ha. Rồi. Vậy là chúng ta đã giải xong bài 164 rồi. Hẹn gặp lại các em ở cái bài tiếp theo vào ngày hôm sau. Đó là bài 165. Rồi, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại.